Ngoại trưởng Ukraine nộp đơn từ chức. Chủ tịch Quốc hội Ukraine thông báo Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đã nộp đơn từ chức giữa làn sóng cải tổ chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefan hôm nay 4 tháng 9 thông báo, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã nộp đơn từ chức. Theo ông Stefan, đơn từ chức của Ngoại trưởng Kuleba sẽ được xem xét tại một cuộc họp toàn thể sắp tới, nhưng không nêu ngày cụ thể. Đảm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng từ năm 2020, ông Kuleba đã đi đầu trong các nỗ lực của Ukraine nhằm lôi kéo các đồng minh quốc tế và xây dựng các mối quan hệ đối tác mới của Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào năm 2022. Sau những tin đồn về việc ông sẽ bị sa thải vào tháng 8 năm 2023, Ngoại trưởng Kuleba đã nói trên truyền hình quốc gia rằng ông không lo ngại về khả năng này. Tôi vẫn làm việc, không có công việc nào là cố định và tôi hoàn toàn bình tĩnh về mọi thứ. Tôi đã nói ngay từ đầu rằng tôi sẽ rời đi trong hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là nếu Tổng thống yêu cầu tôi làm vậy. Trường hợp thứ hai là nếu tôi gặp phải một số mâu thuẫn cơ bản đối với chính sách đối ngoại và không thể làm việc được nữa, ông Kuleba chia sẻ. Ngày 3 tháng 9, trang tin Ukraina Prava dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết ông Kuleba sẽ bị bãi nhiệm và người thay thế ông đang được xem xét. Ứng cử viên có nhiều khả năng nhất sẽ đảm nhiệm vị trí này là Thứ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha, các nguồn tin cho biết. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamsin, Phó Thủ tướng Olha Stefensia, Phó Thủ tướng Irina Verechuk, cùng với các Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Môi trường Ukraine ngày 3 tháng 9 đã đồng loạt đệ đơn từ chức. Quyết định này cùng với loạt quan chức bị bãi nhiệm từ đầu năm đến nay khiến 1/3 nội các Ukraine bị bỏ trống. Đây là một phần trong nỗ lực cải tổ chính phủ quy mô lớn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky và các đồng minh chính trị được cho là sẽ tìm cách lấp đầy các vị trí trống trong nội các trước khi ông thăm Mỹ trong tháng này và trình bày kế hoạch chiến thắng Nga. Mùa thu sẽ cực kỳ quan trọng đối với Ukraine. Và các thể chế nhà nước của chúng ta nên được cơ cấu để Ukraine đạt được tất cả những kết quả mà chúng ta cần cho tất cả chúng ta. Để làm được điều này, chúng ta phải củng cố một số lĩnh vực của chính phủ và những thay đổi về cơ cấu của chính phủ đã được chuẩn bị. Cũng sẽ có những thay đổi trong văn phòng tổng thống, ông Zelensky cho biết. Ông Zelensky đầu tuần này đã cách chức Rostila Suma, một trong những phó chánh văn phòng của ông phụ trách vấn đề kinh tế. David Arakamia, một nhà lập pháp cấp cao Ukraine, cho hay sẽ có một cuộc tái thiết lập lớn trong chính phủ và hơn một nửa số bộ trưởng sẽ thay đổi. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Kamsin sau khi từ chức sẽ vẫn đảm nhiệm một vị trí khác trong lĩnh vực quốc phòng. Ông được bổ nhiệm vào tháng 3 năm 2023 và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái tầm xa của Ukraine. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.